Em xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn lại đang theo dõi video của gia đình em nha. Thì em lại đến bệnh viện để thăm ông xã rồi cả nhà. Em sẽ quay một vòng cái tầng bệnh viện này cho một cái nhà tham quan một chút nha. Cái chỗ này là mọi người đang ngồi đấy, là bệnh nhân và người nhà gặp nhau ở hai cái phòng gọi là phòng chờ đấy, ngay bên cạnh thang máy luôn để tránh việc người nhà vào phòng bệnh nhân. Đây là cái tủ đựng khay cơm để ở gần ngay phòng ông xã nên em quay luôn. Thì khi ăn cơm thì nhân viên họ sẽ phát đến tận phòng cho từng bệnh nhân. Còn khi ăn xong thì người nhà có thể mang ra tủ này để hoặc là để trước cửa phòng rồi lại sẽ có nhân viên thu dọn. Đây là phòng để quần áo thay rồi đấy của bệnh nhân. Thì sẽ quăng vào trong này. Và em sẽ quay những cái phòng bệnh nhân có nhiều người một phòng luôn đấy, thì cũng sạch sẽ và thoáng đãng. Những cái phòng đấy thì cũng rộng rãi và nhà vệ sinh cũng sẽ lớn hơn là cái phòng dành cho một người hai người. Phía bên ngoài đây thì là chỗ để giường bệnh nhân khi cần cấp cứu, hoặc là đây là những cái ghế dài nằm dành cho người nhà người chăm sóc đến ngủ buổi tối đấy cả nhà. Có phòng để sát khuẩn sự để các dụng cụ các thứ khi mà người chăm sóc cần thì cũng có thể lấy, nhưng mà đa số là người nhà mang đồ đến để tự phục vụ cho bệnh nhân trong gia đình mình, chứ còn không ít khi mà dùng đồ của bệnh viện. Bệnh viện này kiểu thiết kế vòng tròn đấy cả nhà. Xung quanh là các phòng bệnh nhân, còn ở giữa sẽ là một thang máy này, những cái phòng nhà vệ sinh, nhà tắm, rồi những cái phòng dành cho các nhân viên y tế làm việc. Đấy, rất là nhiều phòng bệnh, một tầng thế này thì có khoảng 30 phòng bệnh, bao gồm cả phòng tập thể, phòng đơn, phòng đôi. Đây là khu vực các nhân viên đang làm việc. Mà khi cần, bệnh nhân khi cần thì sẽ nhấn nút ở trong phòng thì sẽ có tiếng báo động thì các nhân viên sẽ chạy đến luôn. Còn nếu không cần gấp thì người nhà đến gặp trực tiếp các y tá, các điều dưỡng để hỏi. Đấy, đây tiếp theo đây cũng sẽ là một cái phòng chờ nữa này. Phòng chờ thì cũng rất sạch sẽ. Cũng tất cả đều có điều hòa, có tivi. Những hộ lý nhân viên làm vệ sinh ở đây em thấy người ta cũng làm luôn tay luôn đấy. Một ngày người ta lau dọn nhà không biết bao nhiêu lần. Cũng giống như là cái phòng của ông xã em để ý là khi mà em ở trong phòng ông xã chỉ có 2 tiếng đồng hồ thôi mà cứ thấy người ta đến thì kiểm tra xem thùng có rác không để người ta thu gom ngay lập tức. Còn đây là cái phòng mà dành cho người chăm sóc, người nhà chăm bệnh nhân đấy. Thì sẽ ăn uống ở đây hoặc là người ta làm nóng đồ ăn ở các cái lò vi sóng này. Hoặc là có nước nóng để pha mì tôm thì sẽ dùng ở đây. Sau đó thì người ta mang về phòng để ngồi bên cạnh bệnh nhân để ăn, để cho trông bệnh nhân luôn cũng được, hoặc là ăn ở đây cũng được. Còn bên cạnh là các cái phòng tắm này, phòng gội đầu dành cho người nhà cũng như bệnh nhân. Bệnh nhân không có thể tắm ở tại phòng bệnh cũng được, hoặc là ra này cũng được. Ở đây thì sẽ có cái phòng mà có cái ghế nằm để gội đầu cho bệnh nhân luôn đấy mọi người, rất là tiện. Đây là cái ghế để gội đầu cho bệnh nhân này cả nhà. Giống như thế là ở hair salon luôn. Không biết là những bệnh viện Việt Nam, những bệnh viện lớn, những bệnh viện quốc tế thì đã trang bị được những cái cơ sở vật chất như thế này hay chưa?
đi qua đi lại giữa cái cửa mà để vào phòng bệnh nhân thì sẽ phải quẹt mã vạch mã số thì mới được vào. Em thì toàn cứ đi kiểu đi lén, cứ thấy người ta đi vào là mình chờ cái cơ hội lúc có người qua lại ấy, thì sẽ vào. Nói ra thì mọi người lại cười cho, chắc cái bệnh viện này chỉ có em bất chấp quy định như vậy thôi chứ người Hàn Quốc người ta chấp hành nghiêm lắm cả nhà. À, đã không cho vào thì người ta sẽ không vào, chứ ai mà cũng nhốn nháo như em thì cái bệnh viện nó ra cái chợ, rồi vừa ồn ào mà lại vừa gọi là mang bệnh tật vào cho người bệnh thêm ấy, tại vì người bệnh là miễn hệ miễn dịch kém nên là người ta hạn chế để tiếp xúc với người ngoài để không bị nhiễm bệnh đấy cả nhà. Còn đây là cảnh chú đi chăm sóc ông xã. Thì chú ấy được ghi trong cái lý lịch kinh nghiệm là 17 năm rồi. Thì em cũng đang quan sát xem cái cách làm của ông chú này đang thực hiện việc vệ sinh cho chồng em. Thì em xem là làm có tốt hay không. Nếu như mà tốt hơn ấy, thì em sẽ học hỏi kinh nghiệm của chú ấy để sau này ông xã có về nhà thì mình cũng biết cách chăm sóc tương tự lại. Có lẽ trước đây em sinh ra là đã quen với cảnh khổ, cảnh khó khăn rồi ấy, làm những công việc nặng nhọc như cả đồng áng thì em thấy những cái công việc đó còn vất vả hơn. Còn việc chăm sóc người bệnh như thế này thì em thấy không hề vất vả tí nào. Khi nào mà mình mà phải thức đêm mà mình mất ngủ ấy, thì lúc đó mới thấy mệt mỏi. Nhưng mà người bệnh thường là người ta ngủ nhiều nên là cũng không có gì là vất vả, cũng không phải là bẩn thỉu nữa. Bởi vì bây giờ cái gì cũng hiện đại, cái gì cũng dùng gang tay, rồi dùng máy móc hỗ trợ này, rồi đồ dùng thì toàn dùng đồ một lần rồi vứt đi ấy. Nên là em thấy việc chăm người bệnh đối với em thì rất là bình thường, em không có gì mà quan ngại hết. Em đi thăm ông xã về cả nhà. Bây giờ em đang ăn mì tôm. Ăn mì tôm cho nhanh. Đến tí nữa, tầm mấy tiếng nữa Huy Quân đi học về rồi hai mẹ con cùng ăn cơm luôn. Hôm nay ông xã vẫn chưa ăn được gì mọi người ạ. Không muốn ăn, không muốn nuốt. Chả biết là khi nào mới bình phục nó nữa. Còn thuê người ấy thì làm mỗi ngày đổi một người chứ không phải là một người đấy liên tục. Nếu mình muốn thuê một người đấy thì mình phải ngay từ đầu mình ký hợp đồng là mới thuê mấy ngày đấy, thì là vết thuê một người. Nên là cái hôm nay cái người này, đấy ông chú đấy nhà em thuê làm ông ấy đã 71 tuổi rồi mà lại có 18 năm kinh nghiệm chăm sóc người bệnh. Thì ông xã cũng hài lòng với ông này, nói chung làm rất là tốt, ưng ý á. Nhưng mà mỗi cái là nói nhiều. Em đến mà ông ấy nói liên tục ạ. Em hỏi ông xã thì nói nhiều thế ông xã có thấy bất tiện không? Thì ông xã bảo là không. Ông xã cũng thích nghe ấy, nghe cho vui. Chứ không mà không nói gì thì cũng buồn. Có lúc em cũng hỏi chuyện là chú ấy tại sao mà bằng tuổi đấy rồi, lớn tuổi rồi mà sao lại còn làm công việc này, sao không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Thì đấy là người người Hàn Quốc, người Trung Quốc nhưng mà bây giờ lại ở thành người Hàn Quốc rồi, là trước đây là người Hàn Quốc sang Trung, à trước đây là người Trung Quốc nhưng mà sang Hàn Quốc sống lâu rồi nên người ta giờ trở thành người Hàn Quốc rồi. Hỏi là lương hưu thì ông cũng có lương hưu là tầm hơn 20 triệu một tháng.
Nghĩa là chắc là chỉ có lương hưu thôi chứ không có khoản thu khác thì làm đi làm thêm. Bởi vì là ông ấy bảo là tiền thuế nhà cửa này, thuê nhà cửa các thứ này, rồi tiền bảo hiểm y tế cũng cao này, ăn ở sinh hoạt nữa, nên là ta đi làm thêm đấy cả nhà. Ở bên Hàn Quốc nếu mà người giàu ấy, những người lớn tuổi ấy, thì người ta nghỉ ngơi nhưng mà sẽ phải đi vận động thể dục thể thao hay là chơi gì đấy, à, vẫn làm công việc. Còn những người không có tiền thì sẽ xin làm những công việc nặng hơn, nặng nhọc về tay chân đấy. Em nghe những cái trên hội nhóm ở trên Facebook, à, những người sống bên Hàn này, nhiều người có tiền, có tài sản ấy, có tiền tỷ gửi ngân hàng, nhưng người ta vẫn đi làm công việc là thu gom chai bao phế liệu các thứ ấy, hoặc là đi làm bảo vệ lao công, chạy bàn nhà hàng cũng có. Nhiều kiểu người lắm mọi người ạ. Bên Hàn này, bên Việt Nam những người già ấy thế thường là đi làm tự do bên ngoài, ví dụ bán hàng bán quán hay là tự nhà mình bán có gì ra đem ra bán, chứ những các cái tổ chức như bệnh viện, trường học, rồi là nhà hàng quán ăn đâu có nhận người lớn tuổi như thế. Lao động Việt Nam đang dồi dào mà, người trẻ tuổi tìm việc còn đang hiếm chứ cũng chỉ người già đúng không ạ. Nhưng mà bên Hà này những cái công việc nặng nhọc với người trẻ lại không làm, nên là đa số người già thôi. Thế là lúc em về thì anh con trai của ông xã lại báo chuyển tiền để lại thuê người khác, lại đến cái giờ đấy 4 giờ chiều đến 4 giờ chiều hôm nay đến 4 giờ chiều hôm sau thì lại người khác, thì trước khi thuê người đó đến thì lại phải chuyển tiền trước cho bên công ty thuê. Em có hỏi bệnh viện là ở bệnh viện có cái mà dịch vụ mà thuê người chăm sóc mà giống như một người mà có thể chăm ba bốn người một lúc không, thì nó chi phí sẽ rẻ hơn đấy, nhưng mà không có, thành ra là vẫn cứ phải thuê từng ngày một như thế này. Hàn Quốc hay mọi người ha, thuê theo ngày, dịch vụ theo ngày, trả tiền trong ngày luôn, thuê theo tiếng. Trước đây nhà em thuê người về nấu nướng đấy, có mấy tiếng à, mấy tiếng thuê đắt lắm, không giống như thế là bộ lao động mà thuê người Việt Nam người nước ngoài sang đi làm nông đâu. Thuê cái kiểu tự người tự do thế này làm không có bảo hiểm này là thuê đắt lắm, thường là cao hơn mức ấy là 30%. Như nhà em một lần đó thuê về là cô ấy nấu ăn cũng ngon, nhưng mà bảo là làm tiếp thì lại không được, lại lại phải đăng ký qua cái công ty đấy thì lại gọi người khác, chứ người ta không gia hạn ngay cái lúc đấy được, khổ lắm. Ở bên Hàn đời sống quá hiện đại cũng bất cập nhiều cái. Mai thứ bảy chủ nhật thì Huyên ở nhà rồi thì em không vào viện được, đi đâu phải đem con theo. Mà bây giờ cái phòng bệnh viện của ông xã ở đấy không giống như này trước là đưa em bé vào được, ồn à người ta sẽ nói cho á, với lại người ta đã quy định rồi chỉ được một người chăm sóc thôi, em vào là cũng toàn vào trộm hết thôi ấy, chứ người ta cũng không ưng đâu. Mấy cái cô y tá người ta cứ nhắc đấy. Còn ông xã thì vẫn cứ muốn vợ ở bên cạnh, vợ về rồi thì cũng buồn cũng nhớ, nhưng mà không còn cách nào khác đành phải chịu thôi.
Đấy, ông xã ở bệnh viện thì ông xã thì nhớ vợ nhớ con, vợ con thì nhớ ông xã, rồi là không có ở bên cạnh thì cũng không yên tâm ấy, cứ lo lắng người này lo ra cho người kia. Ông xã lo cho vợ con ở nhà thì em cũng lo cho ông sức khỏe ông xã ở bệnh viện như thế, nhưng mà chẳng có cách nào khác được, vất vả cả nhà trong thời gian này. Em thì vất không có vất vả gì cả, chỉ là lo lắng trong lòng thôi, chứ còn ông xã ở như thế thì em chỉ có mỗi chăm sóc Huy Uôn với nhà cửa thì nó khỏe quá đi, đâu có vất vả gì. Nhưng mà cái tâm của mình á, mình không muốn ông xã để người khác chăm, mình muốn tự tay chăm sóc ấy, nhưng mà không được, thành ra phải chịu thế thôi. Đó. Rồi. Em xin kết thúc video ở đây nha. Cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn hãy theo dõi. Nếu mọi người yêu mến gia đình em hãy thả tim hay là cho em một lời động viên, cầu nguyện để cho ông xã nhanh khỏe mạnh để gia đình được vui vẻ như trước đây. Tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại ông bà cô chú anh chị vào những video tiếp theo ạ. À.